Hôm nay tụi mình sẽ đánh nhau trong những tựa game Battleground khác nhau trong Roblox. Nhưng mỗi vòng đấu tụi mình sẽ sử dụng vòng quay này để quyết định sức mạnh đặc biệt của tụi mình. Và đừng quên là full gear siêu ngon ở dưới phần bio nha. Và bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu với The Strongest Battleground. Ây da. Alright, lần đầu tiên xài vòng quay trong cái tựa game khác mình không thấy khá là thú vị nha. Để xem coi mình sẽ là được cái gì đây. Wait, what? Tướng mới hả? Blade Master. Ui vãi. Anh là Tan Zero đúng không? Cái đó là ông chém cho nguyên tử á, chém được nguyên tử luôn á. Rồi, tôi được em nè, nói nhiều quá. Để coi ai mới là mạnh nhất trong The Strongest Battleground. Rồi xong, Cyborg. Chói xẻo các bạn ơi. Thầy bót mà yếu, thằng này nó ảo nữa. Rồi, sẵn sàng cho bê đát, em chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cho. Rồi, em chuẩn bị thành anh ra bả rồi đó. Bạn thấy gì không? Số kill mình còn nhiều hơn nó nữa. Gấp đôi mà nó đòi hành mình. Thằng này ảo, mày ảo. Lắc quá vậy. Từ từ, từ, nó hơi lắc. Đã nè, block nè, block nè. Nè. Mày. Mày, ghê vậy, độc não chứ mà. Block, lắc quá vậy. Rồi, để hờ. Em tưởng anh sợ em hả? Anh tưởng em sợ em hả? Dạ, sao phút rộ vậy? Game này em là chùm. Cái gì em phút rộ vậy? Sợ rồi, anh, chạy anh à. Anh hơi sợ rồi đó, anh hơi sợ rồi đó. Anh chạy hơi, what the fuck? Chạy. Đừng có lại gần đây, đừng có lại gần đây. Dạ, gì ghê quá vậy? Ủa bài. Anh xin lỗi, anh không chịu được nữa rồi. Tan Zero. Mày tới đây. Má thằng này mót rồi, mới chưa gì mót rồi các bạn. Mày xin xét. Thôi gì vậy, xem mót. Ủa alo, mót mới gì? Đừng mót được không? Chiêu của mình là gì đây? Ui, cái này mạnh nè. Cái gì vậy, sao hút mạnh quá vậy? Chậm. Chiêu con mình phế quá các bạn ơi. Nè. Tại lắc thôi, 200 binh nè. Ok, đối với tựa game tiếp theo, Hero Battleground. À, sao đây lại có Saitama vậy? Dạ thì hồi xưa mình cũng đã chơi game này thử một lần rồi, nhưng mà đồ họa của nó khá đẹp nên là mình không thích chơi nữa. Ui, Hero Slayer. Thật sự mà nói thì mình cũng không biết combo của mấy con này ra sao đó nha. Nghi là lần này thua với đắt quá các bạn ơi. Để xem với đắt ra con gì cái đã. Explosion Hero. Ôi. Bug. Vô nha với đắt. Ok, chiến thắng đều thuộc về em thôi. Sẵn sàng chưa bạn của đây cư? Tên nhiều quá này. Bakugo. Baka. What the fuck? Em này em cũng không biết chơi nữa, lần đầu chơi. Thôi xem cứ lướt cho anh hoài ấy. Ủa liên quan không cho hả? Ôi, quá quá anh đẩy em nghe rồi, gì kỳ vậy? Bro, thật sự là game này nó hoạt động vậy không? Ui nhanh vậy? Nè. Ngầu quá vậy. Baka. Tao sẽ mod. Phá mod mày luôn chứ mày mod hả mày? Ảo à. Tao điên lên rồi đấy. Baka. Ấy hết mod rồi. Nè bro. Em phải bình tĩnh nghe anh nói được không? Anh kêu em bình tĩnh mà. Anh kêu em bình tĩnh mà không? Em bình tĩnh được không? Dạ. Em bình tĩnh được không? Anh nói em bình tĩnh mà, bình tĩnh đi. Ba. Ôi. What the fuck? Sao anh ra? Anh bắt đầu sợ con người em rồi đó nha Phú. Anh bắt đầu sợ con người em rồi đó nha Phú. Chẳng lẽ tôi hùa. Anh bắt đầu sợ con người em rồi đó nha Phú. Bye bye. Trời giao mà. Ây da. Mày. Vũ nổ. Vũ nổ lớn. Bye bye. Tạm biệt nha Phú. Oh no. Ba ca. Yes sir, GG bro. Và tựa game tiếp theo mà tụi mình sẽ chơi đó chính là Secret Battleground. Ok, thì bây giờ sẽ tới lượt của mình nha. Lần này mình sẽ lật kèo lại để xem coi ra con gì đây. Sakura Killer. Tôi gì á, tướng tủ anh á. Oh my god. Ủa sao có anh tới 500 kill luôn hả? Bất ngờ đúng không? Thằng newbie này gặp 500 kill mà còn không biết sợ nữa. Không biết mình là một trong những người chơi Battleground dữ nhất các bạn. Ui, Bad Brother. Ơi, sao con này luôn vậy? Con này em còn không biết chơi nữa. Ai mà con này mạnh á. Như các bạn biết rồi đó, 500 kill vs 0 kill. Trận chiến thì chắc quyết định sẵn rồi ha. Ok. Ôi sợ hay gì á, sợ hay gì á. Mày, ui, block, what the fuck, no. Thả anh ra. Hay, cảm ơn nha, tốt bụng với à. Nè, block. Ôi, lộn nút. Ui, what the fuck, mày, ui, em block rồi mà. Mày, block. Chấm hỏi.
chấm hỏi, anh quýnh trước mà ta. Ai ra mày ảo 500 kêu, ảo 500 kêu. Thả anh ra. Ê. Tao lúc nào cũng ép anh mod trước hết chứ vậy. Tại anh gà thì phải chịu thôi. Ê, mày em cho tao, mày em cho tao. Này thì chạy. Rồi, không bật mod nó chết liền ngay tại chỗ nè. Combo chết luôn nha các bạn. Combo bị đắt chết luôn nha các bạn. What? Mày không bật mod thiệt hả? Không bật mod thiệt không? Mình láo lắm, mình đâu sợ. Không bật mod là chết thiệt nha không? Ôi ôi ôi. Ôi thằng này sao mày nói mày không bật mod? Ôi ôi ôi. Ba cà ba cà ba cà. Mày làm gì hả? Làm gì không? Làm gì không? này thì mod. Mình chấp còn thôi các bạn ơi, chứ đâu phải mình khờ. À, tránh gà đi Phúc, tránh gà đi Phúc, đừng đứng gần anh mà. Tránh gà thiệt vậy Phúc. Đừng lại gần anh đi. Bro, bro. Đây lại gần nè. Ây da, đau quá vậy. Hết mod chưa, hết mod chưa. Mày biết anh combo con này dữ đúng không Phúc? Ủa? Đứng bên này. Ủa? Rồi xong rồi đó. What the fuck, xem kìa. Cái gì vậy? Bro. Easy. Bro, what? Ok, và tiếp theo tụi mình sẽ đến với thế giới của Dragon Ball. Thôi, thì nói chung thì mình đang khá là lắc, nên nếu là mình thua vì đắt thì coi như không có gì để nói đi các bạn. Cay thiệt á. Bro Rod hả? Broly hay sao á? Ủa? Ừ, cái này là Broly, nhầm. Hèn chi thấy cũng sai các bạn. Bro Rod ở trong Saitama mà quên thằng đầu xanh đó chứ. Ui, Future Warrior là ai? Trân đúng không? Ôi em là cháu anh nha Phúc, đừng có láo nha. Vô nha Vedas. Ok. Đây là anh nghiêm túc đó. Anh nghiêm túc đó. Bro, what? Khoan. Ô, mày vô. Ê, anh nói nghiêm túc. Trời, con này nó niệm phép, mà. Con này niệm phép lâu quá. Anh cũng niệm phép nè, what the fuck. Ôi ơi, đừng. Bình tĩnh Phúc ơi. Ủa gì vậy? Ui, ghê vậy. Nè, vô đây, quên. Mày là. Trời ơi. Chứ muốn sao nữa. Muốn vậy không? Muốn vậy không Phúc? Đập đầu mày nè cu. Sao con này không lướt được ta? Có khi nút quy của em bị liệt con Phúc chứ làm gì có vụ không lướt được ba. Sao không lướt chứ quy được? Sao chơi? Đó. Anh sợ con người em rồi đó. What the fuck? Sao hồi nãy mình mày, chơi không vậy đó các bạn? Mày. Sao hồi nãy mình chơi không vậy đó? Mày. Ủa gì vậy? What the fuck? Em lướt quy không được thiệt ba đứa vậy. Mày. Mày không lướt được thì sao? Liên quan gì tới tao mày? Liên quan gì? Ê, sao mày quýnh vậy? Mày, bay lên trời. Bay lên trên nụ cười. Mày hả Phúc? À, mày á. Ê, sao? Né, trời ơi, không né được luôn mà. Né, hộ anh cái này Phúc ơi. Né, ôi, gì hả? Ôi. Ba cà, đi rồi Phúc. Trời, cái kiếm bự gì vậy? Trời ơi là trời. Mà bự không bằng cái kiếm của anh nha. Giỏi vô đây. Có giỏi vô đây. Chắc mày một chọt quá. Ê. Mày một chọt ai? Trời, ảo. Xin lỗi vô. Ôi. Anh mới là siêu sai da mạnh nhất ở đây. Ai. Spam chiêu mày. Bình tĩnh đi Phúc. Ôi. Cắt xin luôn. What the fuck? Oh. What the fuck? Mày hiểu mày đất. Ui đừng bắn mày đất. Đừng có bắn mày đất mà. Anh bắn xịn. Mày, ai da, đừng có phút. Đừng, no bro. Anh không có thua ở đây được. Mày lướt được, mày nói dối. Ê, chỉ cái nó lướt được mà đi. Nãy giờ mày nói dối phải không? Nãy giờ mày nói dối phải không phút? Mày cút. Nè. Ơi. Mày cút. Ê, what the fuck? Rồi. Bye bye. Ai gì? Thì ra nó nói dối mình các bạn ơi. Ok, vậy đó. Trận chiến tiếp theo chúng ta sẽ diễn ra trong tựa game One Piece Battleground. Ok. Ôi okay, sao có nhảy vô lum la vậy? Ok, đối với dòng quay tiếp theo. Sao có ba con vậy? Không biết nữa. Nhân vật chính Luffy. Mày xong rồi Phúc ơi. Gomu Gomuno. What? Đẹp gì vậy? What? Ê, game này đẹp quá vậy? Ừ, đẹp hơn lớp food luôn. Ê, xàm rồi đó nha. Nghĩ sao vậy man? Hiệu ứng mấy chiêu mà mày khen dữ vậy? Em cũng biết á, mày... là cầm kiếm không thể nào chém được chứ Gooper không? Ai nói vậy cha? Vô đây nè Zoro. Tao phải trả thù mày, làm gì block mày vậy? Thả block ra. Mày, 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 mày,
Mày phát sáng, mày là đom đóm mà. Đom đóm mày phải chết. Bả vô đây, bả vô. Bả vô, bả vô. Gomon Kimono, Gatengan. Đau quá ta, mới vô chưa gì mắc nữa cái máu. Dạ dạ dạ, anh cũng đau nè. Né, né, block. Mày cú đấm quyền thoại. Ây da, chưa bá đạo vậy hả? Ê, hiệu ứng game này đẹp á. Đẹp thì đẹp đó. Mày xoay vòng vòng nè Phúc, trong chống che nè, nuôi ta. Game này khó ass quá. Mày cầm kiếm mà nó dám solo với mình. Tao cầm kiếm đó là anh. Thì sao? Ôi xem combo được vậy. Ây da, đau quá, đau quá, đau quá. Bình tĩnh, bình tĩnh. Anh nói ôi nữa rồi hả? Gia năm Luffy tới chơi bro. Chết rồi. Chết rồi. Bye bye. Ủa gì vậy? Mày oi không? Mày oi không? Mày oi không Phúc? Mày oi không Phúc? Bự quá, chiều đó không thể nào né các bạn ơi. Dạ. Ui anh bay vô chiêu em luôn rồi. Sao anh ngu vậy là? Ôi đừng mà Phúc, bình tĩnh đi. Có gì từ từ nói. Anh thấy quá trời kiếm không? Anh thấy quá trời vi đắc không? Vi đắc nhiều quá các bạn ơi, nhiều vi đắc quá, nhiều vi đắc quá. Ta là nhiều vi đắc quá vậy? Ôi sao nhỉ? Ui. 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 Một chiêu chết luôn mà. Không thể nào. Không thể nào chuyện này là thật các bạn ơi. Ok, và đối với tựa game tiếp theo đó chính là tựa game Battleground mới nhất, Rim Rampage. Ui, what the fuck? Dừng lại đây. Ủa gì trời? Giỡn mặt với tao hả? Nãy giờ thua nó cay rồi nó còn đứng nó nhảy nữa các bạn. Lần này nó không nhường nó nha. Wow, quá hết cú các bạn ơi. Thật sự mà nói thì mình không biết combo bằng con Katakuri này. Mong là Vidac cũng quay ra Katakuri đi chứ. Goku là nó mạnh lắm á. Vidac, ui Dio. Dio. Mình cũng không biết chơi con Dio nữa các bạn ơi. Chơi cho Vidac. Anh sẽ chơi một món quà bất ngờ nè. Ê, mày, ê, ui hay vậy. Mày, ai da, ai da, ai da. Sao mình cứ lao vào nó vậy các bạn. Ui. Mày vô đây. Ôi da, sao, sao anh xài chiêu mà em quýnh nó được vậy. Anh mày đừng có láo Phúc ơi. Ây à, đánh mình bể nhà bể cửa luôn các bạn. Mày anh đợi cái thời cơ này nãy giờ. Mày né hộ anh pha này Phúc ơi. Núp 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 núp. Ơi cho đi thôi, cho đi thôi. Mày hả với đát. Ui sao hụt vậy. Mày hết chiêu rồi, phát hên cho em nha, hên cho em nha. Trời ơi, ơi mày. Ơi khoan, Haki quan sát. Sao bật Haki quan sát được các bạn. Ây da, văn mút chỉ luôn vậy. Hay sao. Ôi, đồ men. Ai cho, ủa ai cho. Ôi. Oh my god. Phú bơi, anh xin lỗi. Cát xin luôn rồi Phúc ơi. Mày hả bội. Chết luôn mà. 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 Vậy cuối cùng mình chỉ là kẻ thua cuộc trong những game Battleground sao.